thắng nổi hoặc là đánh thế mà cũng không vô địch thì nó chuyện câu chuyện nó là không đúng một tí nào. Chúng ta nhìn nhìn nhận rằng là con người chúng ta hãy ngày dần càng hoàn thiện. Vâng ạ. Và cách để hoàn thiện tốt nhất đó là gì ạ? Vâng, tìm ra những cái nhược điểm và tìm ra những cái điều kiện mà chúng ta thi đấu không tốt để chúng ta ngày càng thay đổi mình và thích nghi. Đấy mới là một trong những cái cách tôi tiếp cận đó các bạn. Vâng, chứ chẳng có cái cách nào mà gọi là tập một phát mà giỏi luôn đâu ạ. Xin chào bạn Bảo Ngọc. Vâng ạ, một trong những cái trách nhiệm rất là lớn của tôi trong cái năm này đó là phát triển bán Applus và phân phối chính thức bán Applus tại miền Bắc. Vâng, độc quyền. Và nếu như anh em mà có nhu cầu thì hãy ủng hộ tôi để tôi sẽ tập trung đánh bia đi ạ. À, câu lạc bộ này thì có 14 bàn ăn chè, có 2 tầng, mỗi tầng 7 bàn, không gian rất là đẹp, vâng, gọn ghẽ, sạch sẽ. Idol Tùng HD của em có ngồi cùng anh không? Không rồi bạn ơi. À, vâng, đây là một trong những cái giải và mang tính chất nó là gọi là để quảng bá câu lạc bộ. Thế cho nên rằng là về hình ảnh các cơ thủ gần như là cũng được tự do thoải mái giống hệt như những anh em nào đến quán chơi. Chứ không cần thiết gì phải trang phục lộng lẫy đẹp đẽ các bạn ạ. Vâng, rất đáng tiếc thưa các bạn. Một cú trượt. Vâng, trượt nhưng lại ra khó cho Trung Lạng Sơn. Vâng, một cơ hội mà phải nói là vô cùng khó đối với cô Trung Lạng Sơn ạ. Cân đã khó rồi, chạy đạn cũng còn khó nữa. À, anh đánh tối qua và đã bị thua gọi là ai nhỉ? Nam Ruồi rồi các bạn ạ. Vâng, Dũng Thái Nguyên đang chê Hiếu Thái Nguyên. Ông giỏi thì vào đấy mà gấp. Anh ao rồi, chính xác. Và bây giờ chắc chắn sẽ là một màn cân con bi 7 lỗ 10. Hoặc nào, đề nghị kỹ thuật chiếu cái góc trên để xem cái góc này có cân được không hay là Hiếu sẽ xử lý phương án chạy đạn. Vâng, không nhìn thấy đường cân và Hiếu sẽ phải chạy đạn. Vâng, lại là một tình huống y chang tình huống trước cho Trung Lạng Sơn. Vâng, nhưng mà con cái khó hơn. Vậy Trung Lạng Sơn có xử lý tốt hơn cái tình huống trước được hay không? Cân chắc chắn rồi, tình huống này thì phải bóc con bi 7 lỗ góc bên tay trái. Và sau đó thì cái lắp đít con bi 9 là một tình huống hoàn hảo cho Trung Lạng Sơn. Nhưng vẫn chạy đạn thưa các bạn, rất già và này nọ. Vâng, rất tiếc là cơ thủ Nam Phạm đã thua cơ thủ Quý Phùng và 9 năm rồi. Vâng, hôm qua đánh với tôi rất là chặt chẽ. Nhưng hôm nay thì lại rất tiếc là có vẻ như là thời tiết buổi sáng và không khí buổi sáng không phù hợp với cái phong cách đánh của Phương Nam. Và một cú cân quá chính xác của cơ thủ Hiếu Thái Nguyên. Vâng, tỷ số sẽ là 3-0 nếu như Hiếu Thái Nguyên thực hiện tốt cái con bi 9 này. Vâng, hãy chứng tỏ rằng con bi 7 vừa rồi không rùa dẫm tí nào đi nào em trai. Vâng, nếu là anh trong tình huống vừa rồi anh cũng sẽ cân con 7. Kể cả là tình huống của Trung Lạng Sơn. Và đương nhiên là cả con cái vào lỗ không. Không, 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 không. Wow, nhìn như là lạng vào lỗ ấy. Tỷ số là 3-0 cho Hiếu Thái Nguyên các bạn. Vâng, tới đây thì Applus ra cái phiên bản 9022 phải nói rằng là vô cùng đẹp các bạn nhé. Vâng, ngoài chất lượng ra thì Applus còn bổ sung về những cái tính năng ví dụ như là đẹp mắt, nhìn đã thấy yêu rồi chứ chưa nói là câu chuyện là các bạn mà động vào đánh hoặc là thử trên các cái bàn Applus thì các bạn chỉ có nghiện thôi. Vâng, bán ngay những cái bàn mà các bạn đang có và mua bàn Applus về đặt. Cái đây được tôi khẳng định được các bạn đấy, nó có mang tính chất cả gây nghiện nữa các bạn ạ. Và hoàn toàn mời các bạn sẽ ghé qua showroom của chúng tôi tại 139 Lò Đúc để trực tiếp trải nghiệm. Các bạn không nghiện, không mua, tôi không lấy tiền của các bạn. Vâng, đấy là điều tôi dám cam kết với các bạn luôn. Vâng, Hiếu này thì không phải là Hiếu Văn Hán bạn ạ.
Rồi, một cơ hội cho Trung Lạng Sơn dọn bàn để rút ngắn tỷ số xuống còn 3-1. Vâng, nhìn là yêu rồi. Vâng, một trong những gọi là nhà phân phối tại miền Trung, Thủ Phi Hùng có nói rằng mẫu mới rất là đẹp. Vâng. Chính xác luôn bạn Thịnh Nghệ An. Cái điều mà bạn nhận xét không hề sai một tí nào. Anh Minh có hỏi là ngày xưa anh Tuyến có hay đi bán hàng ở các hội chợ không? Anh không đi bán hàng nhưng mà anh có ra xem cách người ta bán hàng như thế nào. Và cái quan điểm của anh rất là rõ ràng. Mình không biết cái gì thì mình đi xem người ta làm như thế nào và mình học thôi. Rất là dễ. Giống như câu chuyện rằng là các bạn đánh bia mà các bạn không biết dọn bàn như thế nào thì các bạn đến 139 mà học thôi. Dễ quá, dễ luôn. À, vâng, và bây giờ lại là một cơ hội rất là lớn cho cơ thủ gọi là Hiếu Thái Nguyên dọn bàn. Cũng được thôi bạn Anh Minh, không đỉnh. Vâng, đỉnh thì tôi đã phải giàu rồi chứ lại. Chứ bây giờ vẫn bán gậy với bán bàn mưu sinh thì chưa gọi là đỉnh được. Wow, một pha điều bi phải nói là quá hoàn hảo của cơ thủ Hiếu Thái Nguyên. Vâng, đương nhiên rồi. Chích nhẹ lại lấy má trên của con bi 6, sau đó thì đẩy một băng hoặc hai băng lên qua khe 89 để oánh con bi 7 lỗ góc bên tay phải. Anh mà đi đa cấp thì hợp. Đa cấp có nhanh giàu không bạn Văn Dũng ơi? Và bây giờ một cơ hội nữa cho cơ thủ gọi là Hiếu Thái Nguyên. Một cú gọi là còng áp phê nhẹ và con cái nhìn qua khe. Wow, quánh ngàn căng lực luôn. Vâng, quá sáng tạo thưa các bạn. Đánh thế thì làm sao mà trượt bi 6 được thưa các bạn. Rõ ràng là có trình nhận hoi, không phải là tay mơ. Sau cái giải đấu này chắc chắn là Hiếu Thái Nguyên sẽ phải xếp hạng khác, không thể là C được mà phải là C cộng. Vâng, đương nhiên chỉ còn một cú sang C, con bi 8 sang C và một con 9 gọi rằng là với độ khó là tầm 5. Vâng, thực sự rằng là với độ khó là 5. Và nếu như Hiếu Thái Nguyên mà tự tin trong tình huống này thì độ khó sẽ được giảm xuống, và nếu như mà bị tâm lý thì sẽ là tăng lên. Vâng, đấy là một trong những cái cách mà tôi nhận định những cái cú đánh với độ khó của nó. Và rồi quá tự tin, tỷ số là 4-0. Quá xứng đáng thưa các bạn. Hiếu này không phải là Hiếu Văn Hán các bạn nhé. Cũng là một Hiếu Thái Nguyên nhưng phiên bản khác. Vâng, cấu hình khác hẳn và vâng, các cái trang thiết bị cũng khác hẳn Hiếu Thái Nguyên. À, hôm nay Dương Hoàng Gia giờ này thì vẫn chưa dậy, bởi vì giờ này bên chỗ bên Đức thì mới là tầm 5 giờ sáng. Dương Hoàng Gia mà dậy lúc này thì gọi là lại lệch alo luôn. Vâng ạ. Vợ đang ngủ ngon mà lại dậy bình luận thì xác định các bạn. C này cũng sủi đấy chứ. Vâng ạ, về nhận định của ban tổ chức thì nhiều khi rằng là cũng không thể tuyệt đối chính xác được. Và hai nữa, đây là một trong những cái giải phong trào và cái tính gọi là chính xác tuyệt đối về phân hạng của các cơ thủ thì cũng chỉ mang tính gọi là hên xui thôi. Nó gọi là nôm na, nó là kiểu dạng tương đối chứ cũng không có tuyệt đối được các bạn. Đương nhiên lại một pha điều bi, nói chung rằng là phá điều bi luôn thưa các bạn.
Hoàng Sao thì có visa đi Mỹ rồi bạn cắt bụi. Vâng, và cả đi Anh nữa. Và bây giờ khó khăn thì lại quay đầu ngược trở lại với Thành Kiên. Khi mà visa vẫn chưa cả có, mà trong khi ngày thi đấu thì cũng đang đến rất là gần rồi. Điều gì đang xảy ra với ông Hiếu Thái Nguyên? Ông đang cố chứng minh cho mọi người biết rằng là ông đúng là C thật à? Ồ. À, gậy tầm 5 triệu cho người mới chơi thì có rất là nhiều bạn Tạ Tiến Đạt. Bạn inbox trên page cho mình nhé. Theo em thì Hiếu chỉ hạng C thôi, nhưng D vũ trụ. Vâng, cơ hội cho Trung Lạng Sơn. Độ lì lợm của mình và tận dụng tốt những cái cơ hội khiến cho Trung Lạng Sơn có thể bật tốt trong cái game đấu này không? Xin chào Quang Trung Nguyễn. Vâng, cơ hội cho Quang Trung. Vâng, bạn Quang Trung kia chắc chắn là đang cổ vũ cho Quang Trung rồi. Vâng, một cú rút áp về nhẹ. Vâng, hoàn hảo sẽ là vị trí thẳng con bi3. Tuy nhiên trong tình huống này, để mà lấy thẳng về con bi3 rất là khó. Trung Lạng Sơn sẽ rút nhẹ ra, sau đó thì đẩy một băng con bi3 để điều con bi4. Vâng, chào Gia Đẹp An Tuyền. Vâng, một năm thi đấu khá là thành công. Vâng, khi mà An Tuyền đã có mặt trong 16 người tham dự của giải vô địch quốc gia vòng chung kết. Chúc mừng An Tuyền nhé. Cảm ơn Lê Thanh Hà. Chúc mọi người một buổi trưa, một ngày cuối tuần thật vui vẻ. Vâng, với Trung Lạng Sơn bây giờ kỹ thuật sử dụng sẽ là đẩy cu lê 12 giờ, dựng thẳng một băng lên. Vâng, thẳng hoặc má dưới con bi4 sẽ là vị trí đẹp nhất. Vâng, quá ngon. Bài toán bây giờ với Trung Lạng Sơn thì rất là dễ dàng rồi. Đẩy 12 giờ, một băng, hai băng con bi4 sang để điều con bi5. Hoặc là có thể đánh nhẹ luôn một băng cũng được. Cái ra vị trí đang ở bây giờ sẽ là vị trí đẹp nhất. Vâng, tôi nói sao thì Trung Lạng Sơn điều như vậy. Thế cho nên rằng là các bạn mà có đi thi đấu thì các bạn biết phải làm thế nào rồi chứ gì. Vâng, chỉ cần gắn một cái tai nghe và sau đó thì kết nối trực tiếp với tôi sẽ ngồi ngoài tôi nhắc bài cho các bạn. Vâng, bảo đảm các bạn sẽ những cái lựa chọn của các bạn luôn luôn là đơn giản và tối ưu nhất. À, nhận xét cái góc độ của anh về cơ thủ Kiên Xếu. Thực ra Kiên Xếu thì về cái kỹ năng vẫn quá tốt. Nhưng cái phong cách thì vẫn có mang cái góc độ gì đấy thiếu chuyên nghiệp một chút, nhưng có thể đấy là một trong những cái lựa chọn của Kiên Xếu để đạt được cái độ nổi tiếng như bây giờ, và Kiên Xếu để giữ được điều đấy, nếu như Kiên Xếu mà ông ánh hay hơn và phong cách lại bị thay đổi đi thì lại bị mất mất cái chất của Xếu, mất hay. Vâng, đấy mới là cái điều mà tạo nên cái sự đặc biệt. Vâng, đương nhiên để Xếu mà có thể đánh hiệu quả hơn thì Xếu cần thay đổi về một chút về thái độ và cái độ tập trung của mình. Và tuy nhiên Xếu sẽ phải đánh đổi đó là cái hình ảnh Xếu gọi là rất là hot boy trong các cái trận đấu thì lại dễ bị mất đi. Cái phong cách nhiều cảm xúc cũng sẽ bị mất đi. Vâng, đấy là điều đánh đổi. Còn hoàn hảo nhất vẫn là giữ được cái phong cách đấy và tăng cái độ hiệu quả lên. Điều này đòi hỏi rằng là Xếu sẽ phải vẫn giữ phong cách đấy và tập luyện nó gọi là chăm chỉ hơn rất nhiều nữa. Đấy sẽ là điều hoàn hảo nhất. À, anh bị loại rồi, đương nhiên anh hôm qua đã thua rồi. Anh hôm qua thua lúc 7 giờ tối đánh với Nam Phạm, trưởng bộ môn có đánh giải này không? Nguyễn Tùng có hỏi đến anh Thành Nam đúng không? Anh Thành Nam không đánh. Thế có bị bắt là quay cóc không? Vâng, một pha phá gọi là 2, 4, 6, 8, 9, nguyên 9 bị trên bàn. Anh báo với Xếu ai ẩu hơn ai vậy? À, với báo thì tôi không nhận xét là ẩu.
mà tôi nhận nhận xét rằng là cái phong cách nó tức là nó hơi nhanh quá thôi. Vâng, báo thì chỉ cần chậm lại một tí nữa, tính toán kỹ một tí thôi thì sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều đấy. Giang A Báo, vâng, đề nghị kỹ thuật sẽ báo cáo cái tình hình của Giang A Báo cho mọi người xem nhỉ. Vâng, một pha chạy đạn quá hay của cầu thủ là Lê Quang Trung. Tuy nhiên thì vẫn lòi đường ra để cho cầu thủ Hiếu Thái Nguyên chạy đạn lại. Thiên Trường. À, Thiên Trường là ai nhỉ? Vâng, một pha chạy đạn phải nói rằng là buộc cho Trung Lạng Sơn sẽ có cơ hội chạy lại. Vâng, nếu lòi ra trong tình huống này thì cái gì vậy Trung Lạng Sơn ơi? Lòi nguyên đường. Vâng, quá đáng tiếc. Nhưng có vẻ như không còn đường riêng các bạn ạ. Không còn đủ má để ăn. Vâng, và bây giờ buộc Hiếu Thái Nguyên sẽ phải xử lý một tình huống chạy đạn tiếp. Vâng, trong tình huống này là như thế nào? Cúp mỏng áp phê. Hy vọng là không đá. Ồ, Hiếu Thái Nguyên định gọi là A băng móc con B1 và đích con B2 để bắt đuôi. À, xin chào Thiên Trường Petro. Vâng, giá xăng dầu lên như thế này mà bạn có cái chữ Petro ở dưới cuối kia thì chắc chắn là bạn sẽ là người gọi là ăn bẫm trong cái điều kiện này đúng không? Vâng, kiếm ác luôn. Xin chào Chu Văn Điệp. Vâng, cơ hội rất là lớn cho Trung Lạng Sơn rút ngắn tỷ số xuống còn 4-2. Vâng, cơ hội rất là ngon ăn rồi. À, Nguyễn Tuấn, cơm nước gì chưa? À, chưa em ạ. Vâng, sáng nay mới làm hai quả trứng vịt lộn và bây giờ thì vẫn chưa ăn trưa. Vâng, Trung Lạng Sơn sử dụng một cả kỹ thuật trô một băng. Và bây giờ thì sẽ phải là táng một băng qua mặt con B7. Vâng, kỹ thuật này thì... Ok, cảm ơn bạn Trường An đã theo dõi phần phát của Magic. Chúc bạn một ngày cuối tuần vui vẻ. Vâng, đi thi đấu BA đừng có để thua nhiều nhé. Chúng ta thua cũng có kiểm soát thôi. Em vừa mở TV cho bố mẹ xem đấy, Trung Lạng Sơn ạ. À. Đấy, Việt Quang vừa nói đấy, nên ông đừng có mà để thua. Vâng, trận đấu chiến đấu giữa Lạng Sơn và Thái Nguyên. Vâng, sẽ là một cú xẻ con bi 6 lỗ 10 và cúp áp phê bên tay phải của Trung Lạng Sơn để điều con bi 7. Mũi gậy sẽ hướng vào. Vâng, chúng ta hãy cùng xem Trung Lạng Sơn xử lý tình huống này. Cái gì vậy Trung Lạng Sơn ơi, lợn rừng mất rồi. Quá đáng tiếc. Và bây giờ Hiếu Thái Nguyên sẽ có cơ hội để xử lý tình huống bằng một cú kéo áp về 3 bằng. Hoặc cái gì vậy? Toàn những đường điều quá thông minh kèm với may mắn. Quá đáng tiếc Trung Lạng Sơn này vừa nói rằng là bố mẹ đang xem thế là giật luôn. Ông này chắc chắn là bị bố mẹ nói nhiều. Vâng, tiếp theo sẽ là một cú rút AV một băng về đúng vị trí cái đang đứng. Sẽ là vị trí đẹp nhất cho con B9. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Vâng, Hiếu Thái Nguyên thay vì điều lỗ gần thì mình lại điều lỗ xa luôn để thể hiện mình là một người có trình.
Không khen được. Vâng, các bạn đừng có khen. Vâng, tỷ số đã là vâng, 5-1 cho Yêu Thái Nguyên. Quá hay. Vâng, điều như vậy thì để xếp hạng C cho nó còn đúng. À, Văn Huynh không biết là đã đánh chưa các bạn ạ? Vâng, em chào anh Tuấn Đen. Trong bị hại yếu tố, nhiều may mắn nhiều khi chiếm 50% ván đấu. Khẳng định với bạn là nhiều khi còn chiếm cả 100% ấy, và nhiều khi thì không chiếm phần trăm nào. Cái tỷ lệ may mắn chiếm cái bao nhiêu phần trăm nó sẽ phụ thuộc vào level của các cơ thủ. Ví dụ như là chúng ta ở cái hạng mà gần như oánh con bi cửa lỗ cũng trượt đấy, thì may mắn nó gọi là chiếm 100%. Và nếu như với tầm hạng B, hạng C thì nó sẽ giảm bớt đi. Và với chuyên nghiệp cũng như là chuyên nghiệp thế giới thì tỷ lệ may mắn sẽ còn vô cùng ít. Vâng, đấy là một trong những cái nhận xét vâng, chủ quan của tôi, và các bạn hãy đưa ra những cái comment để phản biện lại cái nhận xét của tôi đi ạ. Không phải Hiếu Văn Hán, đây cũng là một Hiếu Thái Nguyên, nhưng Hiếu Thái Nguyên này cao hơn. Vâng, và đẹp trai thì ngang nhau vì cùng là nước Thái Nguyên. Kéo qua lỗ 10 luôn và điều con 4 lỗ tít xa. Vâng, cái gì vậy? Đuôi rồi, đuôi rồi, đuôi. Không đuôi các bạn ạ. Vâng, đường riêng. Và bây giờ thì Hiếu Thái Nguyên sẽ có hai lựa chọn: oánh con 4 lỗ tít hoặc lỗ 10. Vâng, đơn giản trong tình huống này là oánh lỗ 10 cù lề nhẹ một băng thôi. Vâng, cái ở chỗ nào cũng là đẹp, đẹp nhất là con chỗ con 4 bây giờ. Wow! Vâng, những pha đánh quá chính xác của cầu thủ Hiếu Thái Nguyên. Anh Kiên loại chưa? Vâng, thấy tôi ngồi nói như thế này thì các bạn phải hiểu chứ ạ. Vâng ạ, tập trung nói cho nó chất lượng. Vâng, nó sẽ theo tỷ lệ các bạn ạ. Vâng, ở cái level càng cao thì cái tỷ lệ may mắn chiếm sẽ càng ít. Vâng, trượt rồi các bạn ơi. Và bây giờ là cơ hội cho Hiếu Thái Nguyên. Vâng, Việt Quang đâu mà mở tivi lớn lên để cho bố mẹ xem. Lê Quang Trung dọn cái ván bàn này nào. Vâng, một băng, hai băng, kéo một phát con bi 6 qua mặt con bi 9 và xả ra giữa bàn. Lại lắc rồi. Cái điều gì đang diễn ra ở đây vậy Trung Lạng Sơn? Vâng, bố mẹ xem bị tê à? Có vẻ Việt Quang nên tắt tivi em ơi. Thay vì luyện tay thì thích luyện giọng hơn. Ngày mai anh đi. Và ngày mai bạn đi đâu đấy cho tôi theo với. Vâng, tình huống này thì quá bất lợi cho Trung Lạng Sơn rồi. À, một băng con bi 7 quái qua khe 8 và 9 lắp đít con bi 8 thì gần như là chúng ta sẽ vâng, tỷ số sẽ là 6-1, rất là khó khăn cho Trung Lạng Sơn. À, kiếm pháp thì có đánh, kiếm pháp tí nữa nếu dụ đến trận kiếm pháp mà trên bàn livestream tôi sẽ phát các bạn nhé. Và tỷ số là 6-1 cho Hiếu Thái Nguyên. Vâng ạ, khoảng cách càng ngày càng xa và Hiếu Thái Nguyên càng ngày càng gần đích. Vâng, Hiếu này không những cầu tay đẹp mà gậy còn rất đẹp các bạn nhé.
Vâng, đây là một trong những cái trận đấu để tranh vào tứ kết các bạn ạ. Kiên Pháp loại rồi. À, Kiên Pháp thua ai vậy hả, Lê Bà Long? Vâng, một cú phá phải nói là không may mắn của Lê Quang Trung, Ngô Quang Trung. Và Ngô Quang Trung bây giờ buộc phải đánh một cú an toàn để nhường cho cơ thủ Hiếu Thái Nguyên sút T, hoặc mình sẽ sút T. Đương nhiên trong tình huống này thì với sở trường của mình thì Hiếu Thái Nguyên sẽ chọn lựa gậy ngắn để sút T ăn con một. Vâng, và nếu ăn con B1 này thì em sẽ bị lên hạng đấy, đừng dại gì mà sút T ăn. Phương thế, em sắp dọn được bàn rồi. Đấy, Hiếu Thái Nguyên rất tỉnh táo, chỉ sút T chạy đạn thôi, chứ sút T ăn trong tình huống vừa rồi thì trong những cái giải đấu sau này thì chắc chắn là sẽ không được C nữa đâu. CN ở đây nó phải là mọi mặt chứ không trình độ bia. À, cũng có thể. Vâng. Vâng, và lại là một cơ hội nữa đến cho Hiếu Thái Nguyên có thể dọn bàn. Tình huống này thì tôi đọc nhanh cái tình huống dọn bàn cho các bạn xem nhá. Cú lê một băng điều hai hoặc là kéo hai băng. Vâng, rất là dễ. Một băng để nhìn qua khe 4 và 9, quánh con bi 2 lỗ 10, à lỗ tít. Và sau đó thì chích nhẹ lại một cái, lấy thẳng từng con bi 4 lỗ tít dưới bên kia. Mũi gậy sẽ đặt vào. Vâng, hơi 5 giờ 30, hơi một tí FP bên phải để giữ con bi cái. Lấy thẳng con bi 4 sẽ là vị trí đẹp nhất. Và bây giờ thì Hiếu Thái Nguyên sẽ chọn một phương án. Vâng, cắm con bi 4 để lấy hơi máng ngoài con bi 5 một tí. Mũi gậy hướng. Vâng ạ. 6 giờ và bây giờ thì dễ rồi. Một cú chích nhẹ lại lấy con má con bi 5 ở chỗ phía vị trí đầu con bi 9. Vâng, rất là dễ. Sau đó có thể oánh hai một băng con bi 6 để điều 7 lỗ 10. Vâng, tình huống quá ngon ăn rồi. Và bây giờ sẽ là cu lê một băng con bi 6 qua khe 8 và 9, lấy má trên của con bi 7 để oánh hai băng điều con bi 8 lỗ tít. Vâng, trong tình huống với này thì có thể Hiếu Thái Nguyên sẽ lựa chọn một phương án là táng con bi 6 3 băng nếu như má mà cảm thấy là đủ dày. Rất là dễ các bạn ạ. Vâng, chúng ta nên phân tích nhiều cái góc độ và đưa ra nhiều phương án điều để khi vào thực tế thì chúng ta sẽ chọn lựa những cái phương án nó sẽ tối ưu hơn. Nó phụ thuộc vào gì ạ? Phụ thuộc vào phong độ của các bạn, cảm nhận của các bạn lúc đấy là quan trọng các bạn. Đương nhiên rồi, và trong tình huống này sẽ là một cú trô thẳng về luôn. Quá hoàn hảo. Rồi, thì bây giờ thì chỉ cần cú chích nhẹ một cái thôi, về lấy tay ở chỗ cửa lỗ 10 cho có tay. Hiếu Thái Nguyên đeo tai nghe. Vâng, trô nhẹ lại để lấy cái vị trí cửa lỗ 10 ấy. Và đang là một cơ hội rất gần cho Hiếu Thái Nguyên dẫn 7-1 Trung Lạng Sơn. Con bi cái đã trêu người Trung Lạng Sơn. Vâng ạ. Phi vào mép lỗ nhưng mà các bạn tưởng là vào lỗ. Và tỷ số quá là nặng nề cho Trung Lạng Sơn rồi thưa các bạn. Vâng, càng đét tỷ số bây giờ thì phải nói là vô vô cùng bất lợi cho Trung Lạng Sơn. 7-1 thưa các bạn.
Vâng, con vừa rồi Hiếu Thái Nguyên định thể hiện một kỹ năng tuyệt vời, chứng minh cho các bạn thấy rằng là ta là C, nhưng tay của ta gọi là tuyệt vời, cú lên một phát, hai bi vào lỗ. Vâng, đây là một cái khớp mà nhiều người không vượt qua ở cái góc độ này đấy các bạn ạ. Cái ván cuối cùng, vâng, không vượt qua được và sau đó thì bị đối thủ bật lại, mặc dù có nhiều cơ hội để cắt tiếp ván đấu. Anh Kiên khi nào đá? Vâng, anh đã nói rồi, thua rồi. Vâng, Trung Lạng Sơn đã chạy đạn. À, tuy nhiên, Hiếu Thái Nguyên hoàn toàn có thể A băng con bi 1 này để thủ lại. À, hôm qua anh thua, 9-8. Hôm qua ván cuối cùng phá không ăn và sau đó thì chạy an toàn lỗi. Vâng, để bật được trong tình huống này thì thật sự rằng là không chỉ có phong độ tuyệt đỉnh mà còn phải cần có quá nhiều may mắn nữa. May mắn ở đây là gì? May mắn ở đây là cơ thủ Hiếu Thái Nguyên sẽ tự nhiên có vấn đề gì đấy, bị tụt cảm hứng, mất phong độ. Vâng, tất nhiên đây là tôi đang phân tích các kịch bản với các bạn, chứ không phải là tôi mong chờ gì điều đấy. Vâng ạ, rất nhiều anh em Thái Nguyên đang mong chờ một chiến thắng của Hiếu Thái Nguyên. Hôm sau đi đánh đừng để loại sớm nha anh. Ok, lần sau anh sẽ cố gắng. Trận thua lại không clip, chán này. Phạm Anh Tuấn. Vâng, cái này là do bên đạo diễn gọi là hình ảnh. Vâng, người ta chủ động được những cái trận đấu nào mà nên lên hình. À, Hiếu Thái Nguyên này không phải Hiếu Văn Hán. À, Hiếu Thái Nguyên này là Hiếu Thái Nguyên, nhưng không phải Hiếu Thái Nguyên kia. Vâng, Mai Lâm cứ đợi đấy, tôi hứa là tôi sẽ làm, bạn yên tâm. Vâng. Và tôi chuẩn bị sẵn cả cái kịch bản người ta sẽ hỏi tôi là tại sao con chín đấy, vâng ạ, lại quay mặt đi để đánh. Vâng. Chuẩn bị hết rồi. Vâng, các câu hỏi rồi trả lời như thế nào, chuẩn bị hết rồi. Và con cái kia chạy đi đâu? Rất là đáng tiếc. Vâng, một điệu cười gọi như là quá buồn của Trung Lạng Sơn. Những cái màn thể hiện vô cùng không được tốt. Vâng, Trung Lạng Sơn đã bị dừng bước và tập trung vào chuyên môn gọi là, vâng ạ, điều tiết giải đấu. Quá đáng tiếc thưa các bạn. Và một chiến thắng để vào tứ kết cho cơ thủ Hiếu Thái Nguyên là hoàn toàn không thể chối cãi được. Và chúc mừng cho Hiếu Thái Nguyên đã có mặt trong tứ kết. Vâng, và chia buồn với Trung Lạng Sơn, hãy ra ngoài để tập trung vào chuyên môn ban tổ chức. Vâng, một trận đấu rất là nhanh chóng, gọn, với tỷ số rất là sâu 8-1. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi phần phát trực tiếp của Magic Shop. Vâng, những cái sản phẩm của Magic phân phối trên màn hình của quý vị và các bạn đấy ạ. Bana Plus, vâng, bóng Dina, vâng, gậy Dragon. Tất cả những cái sản phẩm vô cùng chất lượng được Magic chọn để phân phối, đưa đến tay các bạn với những cái chất lượng tốt nhất. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một ít phút nữa sẽ diễn ra cái loạt trận tứ kết các bạn nhé. Vâng, bye bye.